Và trong những ngày gần đây thì đã xuất hiện một số tin đồn là chợ đầu mối Bình Điền của thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong ba chợ đầu mối lớn của thành phố, sẽ đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Thông tin này đã gây hoang mang, làm ảnh hưởng đến tâm lý và việc kinh doanh của nhiều tiểu thương trong chợ, cũng như là các chợ lớn nhỏ khác trong thành phố và một số tỉnh thành lân cận. Trước những ảnh hưởng tiêu cực từ tin đồn trên, công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông báo đến các tiểu thương khẳng định chưa nhận được chủ trương nào về việc tạm ngưng kinh doanh tại chợ và những tin đồn trên hoàn toàn là bịa đặt. Đồng thời, ban quản lý chợ cũng đã yêu cầu các thương nhân, thương lái, đối tác đang kinh doanh tại chợ tuyệt đối không tin vào các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh buôn bán. Bên cạnh đó, nếu phát hiện người nào có hành vi tung tin đồn về dịch bệnh COVID-19 thì cần phải báo ngay cho ban quản lý để phối hợp với cơ quan công an xử lý theo đúng pháp luật. Chợ đầu mối Bình Điền có quy mô lớn nhất trong 3 chợ đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh và là chợ duy nhất kinh doanh đa ngành hàng. Sản lượng giao dịch ở đây trung bình là từ 2.500 đến 2.600 tấn mỗi ngày đêm, giá trị giao dịch trên 130 tỷ đồng một đêm. Hàng hóa tại chợ hiện chi phối khá lớn thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.